Xin chào quý vị. Hôm nay do những sóng lạnh tăng cường theo hướng lệch ra phía đông nên bầu trời miền Bắc nhiều mây hơn, nắng dịu hơn và bầu không khí cũng bớt hanh khô với độ ẩm tăng nhẹ lên trên 50%. Tuy nhiên nền nhiệt thì có vẻ chững lại ở mức không quá 27 độ. Thủ đô Hà Nội sáng và trưa nay trời nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày khoảng 27 độ, về chiều sẽ chuyển sang trạng thái mây nhiều hơn. Đêm nay vẫn ít mây, không mưa, nên nền nhiệt quãng nửa đêm giảm về mức 16 đến 17 độ. Không khí lạnh tăng cường khiến hầu khắp miền Trung trời chuyển mây nhiều hơn, trong đó khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi có mưa trở lại, tuy nhiên lượng mưa chưa lớn, phổ biến từ 5 đến 10mm. Theo dự báo của chuyên gia thì mưa sẽ ngày một tăng dần và nhiều khả năng từ khoảng gần sáng ngày 25 đến ngày 27 tháng 11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm một đợt, vùng tâm mưa có nơi trên 600mm một đợt. Thành phố Đà Nẵng ngày và đêm nay cũng chuyển nhiều mây hơn, thậm chí có lúc có mưa, trời mát mẻ, với mức nhiệt cả ngày không vượt quá 26 độ. Từ ngày mai, mưa sẽ tăng dần. Ở phía Nam, các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nắng vào sáng và trưa nay. Tuy nhiên, chiều và đêm nay, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác trở lại. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 cho đến 30mm, có nơi trên 70mm. Thành phố Hồ Chí Minh lúc này đang có nắng với mức nhiệt cao nhất là 32 đến 33 độ. Chiều và tối có mưa dông khiến tiết trời đêm chuyển mát với nhiệt độ hạ về 24 đến 25 độ. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các thành phố trong chiều và đêm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.